quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, không khí lạnh mạnh bao phủ, nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ hạ xuống thấp. Đây là ngày mở đầu cho đợt thời tiết rét đậm rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ, còn khu vực vùng núi Bắc Bộ thì chỉ từ 3 cho đến 6 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Rét đậm rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Và theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế, thời tiết tại khu vực từ đêm nay thì nhiệt độ sẽ giảm thấp. Từ ngày mai, ngày 23 đến ngày 26 tháng 1, tại Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, có đêm thì xảy ra rét đậm. Vùng núi A Lưới trời rét và rét đậm, có đêm xảy ra rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi A Lưới phổ biến từ 12 cho đến 14 độ và vùng đồng bằng thì phổ biến từ 14 cho đến 16 độ. Độ ẩm giảm xuống 100%. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các trường không tổ chức các hoạt động tập trung cho học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm rét hại. Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm trong thời gian này. Còn bây giờ là nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Khu vực thành phố Huế nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Khu vực huyện A Lưới nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Huyện Nam Đông nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Đảo Sơn Trà nhiệt độ từ 16 đến 19 độ.